Pedro. Ơi. Xong hết chưa? Các vị xong hết chưa? Sao vẫn có người đứng làm sau? Thời gian sau đi mong xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho sáng trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi làm chiến thắng này trên bờ nơi ta chân ơi. Xong hết chưa? Các vị xong hết chưa? Sao vẫn có người đứng đằng sau? Trong những